nó mới rứ. C, mở khóa tốc độ hộp điện tử Trung Quốc đầu tiên, một tay giữ phím F, một tay mở phím nguồn. Đen chữ NC thả ra, rồi bấm S, bấm kéo, bấm S rồi bấm kéo, hiện tốc độ 3.200, chúng ta tăng lên 3.600, bấm S để lưu, đó, tốc độ 3.600, S kéo, khóa tốc độ 3.000. Từ lần 2 này.